Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Một cây xanh quê dáng làng trên một cái bệ đá khá đẹp của vườn cảnh anh Vương Hải, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Cái lá này nó lập lon, nó cắt. Và chúng ta quan sát cái bệ đá đã đưa lên tầm khoảng bao năm rồi? Cũng hơn chục năm. Hơn chục năm rồi. Này, nhìn cái rễ đá. Ui rồi trải xuống sướng quá nhỉ. Này, nhìn cái rễ đá này. Đẹp không? Cái rễ xanh quê là nó nhỏ rễ. Nó không thô như xanh Nam Điền. Tí cây vào bây giờ màu đồng. Vâng. Đóng. Xanh Nam Điền thì rễ nó to. Này, xanh quê. Lá nhỏ dài. Đây cái chất lá đây các bác nhìn. Nhỏ lá dài đuôi dăm. Đấy. Cây này cũng thả được nước ngon lành. Vâng. Hình như trước anh thả rồi đấy. Chưa, em chưa thả. Thế mà sau khi đầu rễ lên thôi. Trước rễ nó đất ít đất mỏng. Thấy đầu rễ nó cùn và nó đấy, đen đen xì. Cho nó vào, cho nó vào form này, sau này thả. Thế thì nước trước nó ngập bên đây còn gì nữa? Vâng. Đây là ngấn nước mà. Đây này. Đầu rễ nó cùn nó đen xì mà. Chắc là thả nước rồi sau đó lại đưa nước đưa đất vào. Tôi đoán như vậy. Mà xanh quê thả nước thì nên mà mới là tuyệt vời. Đấy, cây này đây này, ngấn nước của nó này, ngấn nước đây này. Cây này mà thả nước đẹp này. Đúng rồi, xanh quê nó lại ưa nước. Đây là cái bệ phía sau của cây này. Tôi đứng lách rồi không thể đứng trực diện được vì nó vướng cái tràn ruộng. Đấy. Phía sau nhá các bác nhìn kỹ. Trải bệt như thế này mà. Bệt thế này. Bệt vàng này, đồng. Cái này mà giao lưu thì giá nào anh ơi? Giá 800 triệu. Vâng. Cứ nói to to ra. Ngượng. Vâng, không phải ngượng. Giá 800 người ta giả khoảng 790 thì bán thôi. Vâng. Việc gì phải ngượng. Cứ báo giá theo ý của mình, cứ thoải mái các bác, cứ báo giá thoải mái. Cứ mơ ước. Vâng. Nó cái số này nó chỉ bằng một cành nhỏ của của thụ năm vòng thạch. So với anh em thì yeah. Mình cảm thấy rất là quý và giá trị vườn mình. Thế còn thụ lâm bồng thạch 30 thì cái này nó không bằng một cảnh. Vâng. Vâng, chúng ta đang ngắm tổng thể lần nữa cái cây xanh dáng làng được báo giá 800 triệu. Giá mong muốn. Khi là nghe bác Sinh là cây này là em cũng cho đất ra thôi, em thả nước thôi anh Sinh ạ. Vâng, anh cơi nước, cơi bỏ đất ra đi. Cơi bỏ nước xong lấy vòi nước xối cho nó chảy qua cái lỗ thoát nước. Đến đây thôi. Ê. Em cứ để nguyên cái này, cho lên đây, để cho nó bo cái đá này ạ. Rồi. Anh ạ. Ok. Thế nhá. Cây này cực. Di chuyển đến cây tiếp theo nhá. Vâng, chúng ta chuyển tiếp đến một cây xanh quê hai thân. Cần sướng đáng là. Bệ đá cũng cao đấy. Và cái bông tán cành chia cũng đều rồi, thành hai ngọn rồi. Hai ngọn. Đây, đây trên này là hai đỉnh này. Có thích hạ thì hạ từ đây ra thì là vào cái chậu vuông nhỏ. Đúng. Sâu. Người ta phải thu lại chứ ai để chậu của anh to đây. Chậu của anh có thể cấy lúa được xung quanh. Đấy, nhìn đấy. Bông tán ngon rồi. Dạ. Gốc rất mịn tít nhá. Vâng, để tôi lấy gần chút tí thêm này. Đều như nhau. Đây.
già lắm, nếu mà cho tí nước là già lắm. Rồi. Đây là hai thân bên này đây. Ừ. Mình nhìn là đồng. Rồi. Rất già luôn. Này, già này. Ừ. Cái này thì giao lưu giá nào? Đây này em giao lưu 9 triệu. 90 triệu ạ. Rồi. Rồi. Thế còn đây có một cái cây cũng tràn chậu này. Cũng tràn chậu đấy. À, chà, em chà. Thích cũng quê thôi, nhưng tràn chậu. Sau này cũng lại trời ấy đôn lên cho vào cái đôn nữa vào. Ai già, đây nó tràn xuống tận đây. Dạ. Dễ bít tầng kít rồi. Có cây nằm điền tí cho có. Tôi thấy anh Hải có cái cây lục vừng này nhiều thân này, đẹp đây. 7 thân. 7 thân à? Vâng, lớn nhỏ nó 7 nhánh tất cả đây. Rất già. Tôi cho xem cái. Ủa cục nữa. Có nhiều hoa lắm không anh? Nhiều hoa, chắc hoa nhiều. Dài đây là nó ấy, cái năm nay nó đúng rồi. Hoa dài quả nhiều. Có nhiều cái đây toàn quả. Một quần thụ gồm có 7 thân. Trước kia nó ở cái chỗ an. Ừ. Cho xuống thì cuối cùng là nó cũng mọc vào khe. Nứt cả chậu rồi. Ừ, nó nứt kia ấy ra thế nên là nó mới có cái. Nhưng mà cây này cốt chậu đấy chứ không phải là sống đâu. Và còn một số những cây cây này thì anh ấy chưa muốn giao lưu trong đợt này, tôi chỉ quay lướt qua cho anh em chúng ta thưởng thức này. Vâng. Từ là bác nào mà thích thì đến tại chỗ. Vâng, alo. Rồi. Cây này trông hình thú đang nằm tườn ở trên này. Đấy. Da vàng chưa? Đúng không? Đỏ màu vàng. Và tôi được biết là anh trân trọng cây này nhất vườn anh ở đây. Tức là anh quý nhất ấy. Mà chắc là giá trị cao nhất. Đấy, phía sau đấy nha các bác. Vâng, và đây là một cây nữa. Nhìn cũng rất là nghệ thuật, rất là kỳ quái đây. Nhưng mà em này nói vậy chứ em rất thích dáng này anh Sinh ạ. Vâng. Em rất thích cái dáng này trông nó như ấy. Như một cái thuyền rồng. Rất thích dáng này. Trước là nó có một cái bệ rễ đền an thẳng đây. Rễ trống rồi. Vâng. Đúng rồi, anh cắt bỏ nó phải. Vâng, em cắt bỏ. Bởi vì cắt bỏ thì nó thì thoáng. Nó thoáng nó mới hở cái cung này ra. Thì nó mới lại, nhưng mà nó lại có cái này thì trông nó như cái mỏ leo. Vâng. Cho nên nó gần như một cái thuyền. Rồi, thuyền rồng. Cây này giao lưu thì giá bao nhiêu anh? Nếu mà anh em mà thích thì. Alo hả? Rồi. Không có
giá của đơn vườn nặng lắm. Đơn vườn nó nóng được. Ôi mấy giờ mà đài truyền thanh Phù Cừ rồi? Chắc bây giờ chỉ đến 5 giờ thôi bác. 5 giờ, 5 giờ chiều rồi. Rồi. Vâng, đến với một cây có cái bệ đá rất cao. Anh ấy đưa lên sườn của một trái núi. Cây xà xuống. Bay ra và xà xuống đây. Bám vào ngọn núi nhỏ. Bám vào ngọn núi. Đấy. Dâu á? Dâu, thương cánh. Cái dâu tằm á? Vâng. À, dưới này giờ bắt đầu triển khai trồng dâu à? Trước khi trồng rồi chứ không nào. Cái này đấy nha. Vâng. Nếu mà lấy em... Vâng. Xưa em mua bộ ba này em cực kỳ em ung luôn thích. Cây này đẹp quá nhỉ? Vâng, cái cây này. Cực kỳ thích luôn cái cây này. Ôi, cây này nhìn xa cái bóng tuyệt vời quá cái này các bác. Tuyệt vời không? Đấy. Bác đến gần xem. Đấy, đây nha, hình ảnh từ xa rất đẹp nhá. Rồi. Chúng ta giao lưu với vườn anh Vương Hải qua số điện thoại 0986 307 718 và địa chỉ xã Tống Chân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. À đây nước nó dính vào nó mờ mà tôi đã đọc rất là chi tiết để cho các bác xem rồi. Và chúng ta cận cảnh thêm một chút nữa. Một cây xanh trên bệ đá quá đẹp luôn. Nhân này. Cái bệ cây này tôi thích quá. Nhân này. Anh ơi. Đây. Khít đá luôn. Những cái cái đá nó kẽ đá những cái đường dễ bọc rồi. Ôi dồi, chân đế cây khỏe không? Đẹp thật đấy. Anh Quang Thước không? Thước cầm đấy không? Em tên. Quang cái cổ thân thì cây này cái. Cây này chính là cây là cây có cái bóng từ nãy tôi lại đâm ra quay cây này sau. Cây này mới là cây đẹp. Anh đo cái cổ thân này xem nào. Thấp xuống sát sát cái đai rễ, đúng rồi. Tuyệt vời. Bao nhiêu? Vâng, vành chỗ cổ thân là 79. À, đây là mặt sau rồi. Được rồi, cái này là tương đối khá rồi. Tương đối đẹp. Vâng, chất lá đây. Thì cắt đợt này cái này nó lá nó sắp như này. Nhiều lần cắt, nhiều lần vặt lá ra lộc mới và nó chằn lại thì là sẽ nó dày dăm lại thì lá sẽ nhỏ.
Cái này anh báo giá giao lưu không anh? Đây cứ lên xem đây thì theo cái bộ ba. Vâng, bộ ba cây vâng. Hai cây như thế này hai bên. Và một cây dáng làng này ở giữa. Rồi, ok. Đấy là ba cây ba loài. Ba cây ba loài. Và dáng thì cũng vâng, cây này thì là Nam Điền này. Vâng. Một cây cây dáng làng là xanh quê và cây này cũng xanh quê. Nhưng mà lá này lá lá vâng vâng. Trần dây. Ok. Vậy là chương trình chia sẻ là hết chưa? Hết rồi còn gì nữa? Vâng. Còn cái nào nữa không? Vâng, và để kết thúc cuốn video này chúng ta đến với cặp đôi cây tùng xạ. Đấy, dáng huyền của vườn anh Vương Hải đây. Mốc thân cao lên tận trên này, già chưa? Đấy. Cái thân cây cao là thế nào? Đây là gọi là địa y mốc thân cao này. Già lắm. Và Đỗ Sinh xin kết thúc chương trình chia sẻ giao lưu với vườn anh Vương Hải. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở những chương trình sau.